Xin chào các bạn khán giả của An Tiến Studio. Lần trước thì mình đã làm một video review cho các bạn đồng hồ mới nhất của Garmin là Forerunner 245 và 245 Music. Các bạn có thể xem nó tại đây nhé. Ngoài sự nâng cấp trên thì Garmin còn cải tiến cho dòng 935 lên con số 945 và nó đang nằm trên cổ tay mình đây. Forerunner là một trong những dòng đồng hồ có GPS chuyên chạy bộ rất được yêu thích. Vậy ngày hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu xem Forerunner 945 có cải tiến nổi bật và có gì khác biệt so với 245 và 645 nhé. Forerunner 945 đã được tích hợp nhiều tính năng hơn so với người tiền nhiệm của nó là 935 và nó cũng được gói gọn trong một thân hình nhỏ nhẹ hơn. Điều mà mình ấn tượng nhất là Garmin đã nhồi nhét rất nhiều cảm biến bên trong chiếc vỏ mỏng chỉ dày 13,7mm của 945. Ví dụ như là máy đo nhịp tim quang học, máy đo độ áp kế, nhiệt kế, la bàn và nhiều những thứ khác. Với kích thước 47mm, 945 trông có vẻ khá lớn trên cổ tay nhỏ bé của mình nhưng mà nó cũng không quá nặng. Mình chưa bao giờ cảm thấy nó đè nặng cổ tay và mình có thể đeo thoải mái cả ngày. Điều này là nhờ thân máy được làm hoàn toàn bằng nhựa và vỏ polymer được gia cố bằng sợi. Về điều khiển thì người dùng sẽ thao tác chính thông qua 5 nút vật lý ở hai bên đồng hồ, trong đó 3 nút ở cạnh trái và 2 nút ở cạnh phải. 945 sở hữu màn hình 1,2 inch luôn bật, dễ dàng đọc trong ánh sáng mặt trời, độ chói thấp. Dù phân giải không phải là cao nhất, chỉ 240x240 pixel, nhưng cũng đủ để đọc nội dung trên màn hình. Giao diện trên Forerunner 945 đã được thiết kế lại hoàn toàn, mọi thông tin được hiển thị một cách rõ ràng và đẹp. Điều này một phần là nhờ Garmin đã chạy bộ phông chữ mới đầy đặn và bầu bĩnh hơn. 945 là chiếc đồng hồ đa môn thể thao với sự hỗ trợ của 30 bộ môn phổ biến trong nhà lẫn ngoài trời là chạy bộ, đạp xe, bơi lội, trượt tuyết, gần như có đầy đủ hết, không hề kém cạnh so với dòng cao cấp của Fenix. 945 thực sự là dành cho các vận động viên nghiêm túc trong tập luyện, đặc biệt là với môn chạy bộ. Nó ghi lại đầy đủ những dữ liệu cần thiết để có thể phân tích được hiệu suất bài tập. Cái cách mà nó thể hiện thông tin khá mới, đẹp và vô cùng chi tiết. Hãng đã tinh chỉnh lại phần cứng và số liệu sao cho 945 trở thành một thiết bị theo dõi luyện tập tuyệt vời. Có một tính năng nữa mà mình đánh giá cao ở em 945 này là nó đo khá chính xác độ cao và nhiệt độ. Đây thực sự là một tin tốt phải không ạ? Chưa dừng lại ở đó, 945 này đã được hãng đầu tư cho hẳn bản đồ màu với đầy đủ thông tin giúp cho người dùng định hướng. Bạn hoàn toàn có thể truy cập vào bản đồ trước khi tập luyện, tìm một nơi thích hợp để chạy. Bạn có thể đánh dấu vị trí mà bạn muốn nhớ và sử dụng trackback để quay lại vị trí ban đầu. Mình thì đôi lúc hơi mất kiên nhẫn để có thể điều hướng bằng cách sử dụng các nút trên đồng hồ để xoay và phóng to bản đồ. Ở những lúc như vậy, thực sự muốn 945 có cảm hứng, nhưng bản đồ này thực sự là hữu ích trong những lần chạy bộ và GPS của 945 cũng ít bị ảnh hưởng bởi các tòa nhà cao tầng hay là cây cối lùm xùm. Cảm biến nhịp tim cũng được hãng trang bị Elevate V3 mới nhất. Nó giúp người dùng giám sát xem có đang luyện tập quá sức hay không và có thể nắm bắt được thay đổi nhỏ trong nhịp tim. Mặc dù nó không thực sự chính xác so với các thiết bị y tế chuyên dụng, nhưng theo một thử nghiệm mới đây với dây đeo ngực Polar H10, Garmin đã cho thấy rằng 945 đã và đang dần thu hẹp khoảng cách. 945 sử dụng các dữ liệu về nhịp tim và VO2 max để tính toán mức độ stress cũng như là lượng pin trong cơ thể của bạn. Ngoài ra thì nó có thể phát hiện các sự cố trong quá trình tập luyện. Ví dụ như chẳng may bị ngã, 945 sẽ tự động gửi tin nhắn kèm với thông tin vị trí theo thời gian thực đến số điện thoại được cài sẵn. 945 được tích hợp luôn khả năng chơi nhạc với bộ nhớ lưu trữ lên đến 1.000 bài hát. 945 dễ dàng chuyển nhạc từ máy tính vào đồng hồ. Sau đó bạn chỉ việc kết nối với tai nghe Bluetooth và tận hưởng các bài nhạc yêu thích xuyên suốt hành trình. Về chống nước thì 945 đạt tiêu chuẩn 5 ATM, tức là bạn có thể ngâm đồng hồ dưới độ sâu tối đa 50m. Mình không có điều kiện ra hồ bơi test cho các bạn nên mình sẽ tạm ngâm nó vào cái bình nước này nhé. Nếu bạn nào mà thường xuyên đeo đồng hồ đi bơi lội thì cũng có thể yên tâm, nhưng mình khuyên là nên đem nó đi để bảo dưỡng thường xuyên vì tính năng chống nước không tuyệt đối hoàn toàn đâu. Về thời lượng pin, hãng tự hào tuyên bố rằng 945 có thể hoạt động lên tới 2 tuần ở chế độ Smartwatch, tối đa 36 giờ ở chế độ GPS và tối đa 10 giờ ở chế độ vừa GPS vừa nghe nhạc. Nhìn chung, Forerunner 945 có nhiều tính năng tương tự với Fenix 5 Plus, chỉ khác ở chỗ 945 là phiên bản nhựa, còn Fenix 5 Plus là phiên bản kim loại chắc chắn hơn. Nhiều bạn thì hẳn là sẽ mê đắm vẻ sang trọng của dòng Fenix, nhưng mà bạn nào muốn cổ tay của mình được nhẹ nhàng thì hãy tham khảo dòng Forerunner nhé. Hiện Garmin Forerunner 945 có mức giá là 14.990.000 đồng. Với mức giá cao như thế này thì hẳn nhiều anh em sẽ ngay lập tức chạy xa. Mình cũng cảm thấy là hãng nâng cấp giá lên hơi đáng sợ so với phiên bản cũ 935. Nhưng nếu mà thích rồi thì cứ thế mà nhích thôi. Hãy để lại ý kiến và câu hỏi dưới phần bình luận của chúng mình nhé.
Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để update những thông tin mới nhất về các dòng sản phẩm của Garmin trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.